Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích về nạn dịch Vũ Hán do Võ Thành Nhân và ông Đinh Hùng Cường thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay. Chúng tôi có một số vấn đề muốn phân tích về tin cập nhật về vấn đề virus Vũ Hán, cũng như một số những vấn đề mà nó có những sự mâu thuẫn trong lúc mà chúng ta đang điều tra coi cái nguồn của cái con virus này nó ở đâu. Và cái tiếp xúc của chúng tôi ngày hôm nay là với ông Đinh Hùng Cường. Rất là vui là được trở lại với ông Đinh Hùng Cường sau một cái thời gian rất là dài mà chúng tôi không có mặt ở tại studio được, mà ông Đinh Hùng Cường cũng không đến được studio. Cho đến nên buổi hôm nay có thể nói là cái buổi hội ngộ rất là vui và xin được cảm ơn ông Đinh Hùng Cường. Dạ, xin chào anh Võ Thành Nhân, xin kính chào quý vị. Chúng tôi cũng rất là vui mừng được đem cái tiếng nói trở lại với quý vị trong một cái thời gian vắng mặt vì cái lý do bệnh dịch corona đang xảy ra trên nước Mỹ và khắp thế giới. Thưa anh Võ Thành Nhân, bây giờ thì chúng tôi có thể sẵn sàng để tiếp chuyện với anh. Anh có thể vào vấn đề được không ạ? Dạ được ạ. Trước nhất thì ông có thể nói cho biết là cái tình hình mà vấn đề hiện nay, cái con số mà tử vong cũng như con số người bị nhiễm ở Hoa Kỳ thì như thế nào vậy thưa ông? Theo ra với tin tức mà sáng sớm nhất ngày hôm nay đó, thì cái số người mà đã bị nhiễm bệnh ở tại nước Mỹ đó là lên trên 1 triệu người, và cái số người mà đã bị là tử vong vì cái bệnh dịch corona này đó thì nó lên tới 69.000 mấy trăm người. Nó tóm lại tức là nó cũng xuyên soát gần 70.000 người rồi. Thì thưa với anh Võ Thành Nhân và quý vị, ngay cái lúc đầu đó thì khi mà cái task force của White House họ họp đó thì họ tiên đoán là khoảng 200.000 người sẽ chết. Xong rồi về sau đó thì họ lại tiên đoán rút lại 100.000, và sau nữa họ nói lại 80.000, và sau cùng thì bà Burke á, bà tính toán và bảo rằng có thể cái số tổn thất này lên khoảng 60.000. Nhưng mà con số đó hoàn toàn là sai biệt, khác với hẳn ngày hôm nay. Thực tế ngày hôm nay nó đã lên tới 70.000 rồi, thưa anh Võ Thành Nhân. Và cái vấn đề nguy hiểm như thế này nữa là bây giờ các tiểu bang nó bắt đầu để mở những cái công việc để làm business đó. Thì khi như vậy cái từ sự mà lan lây nó sẽ nhiều hơn là lúc trước mà mình cách ly với lại mình bắt họ ở nhà. Thì cái con số mà người ta ước đoán từ giờ tới tháng 6 đó, nó sẽ lên khoảng 130 mấy ngàn, và tòa bạch gốc cũng cho biết rằng thì là họ sẽ tiên đoán là mỗi một ngày đó cái số người sẽ bị tử vong vì cái con corona mà từ giờ cho tới cuối tháng 5 đó là khoảng 3.000 người một ngày. Mà trong thời gian hiện tại đó thì có thể là chê dích khoảng 1.000, 2.000, 3 trong mỗi ngày 1.200, 2.300 người chết trong cái thời gian mấy tuần lễ vừa qua đó, thưa ông Võ Thành Nhân. Nhưng mà vấn đề ở đây là nếu mà chúng ta có thuốc thì thuốc đó là loại thuốc nào và có đáng tin cậy không vậy thưa ông? Thưa, vấn đề như thế này nó lại trở lại cái vấn đề thuốc ấy, thì lúc đầu đó người ta chưa tìm ra được cái thuốc gì. Thì người ta đã nghe và tòa bạch gốc họ cũng có khuyến khích để dùng cái thuốc kinin là cái thuốc trị sốt rét. Vì họ thấy rằng cái đó nó cũng có những cái hiệu quả tốt. Rồi thì một lúc sau đó thì các bác sĩ nói rằng cái này nó gây cái nguy hiểm thế nào thế kia, và họ lại blame ông Trump là đã khuyến khích người ta dùng những cái thuốc không tốt. Nhưng mà gần đây nhất đó thì cái phòng thí nghiệm Gillette đó, họ phát minh ra một thứ thuốc nó gọi là Remdesivir. Cái loại này, Remdesivir này là một cái loại thuốc mà nó có thể chữa trị cho cái con coronavirus cho những cái người bệnh nhân mà bị bệnh nặng. Và rất may mắn là FDA họ đã chấp thuận cái thuốc này. Và bây giờ trong một tuần nữa đó thì sẽ có hàng trăm ngàn cái liều thuốc này sẽ gửi đến những cái tiểu bang nào mà có cái số tử vong cao đó. Thì hy vọng cái số thuốc này sẽ giảm cái số tử vong của nước Mỹ, vì bây giờ cái thuốc này nó đã có cái phần nào hiệu quả sau khi họ đã chữa trị. Ngoài ra thưa ông, mỗi thành nhân quý vị, cái vấn đề vaccine là một cái vấn đề nhức nhối. Mà nếu ngày hôm nay mà chúng ta có được cái vaccine đó thì tất cả cái sự gọi là ngưng trệ hay cái sự mà khó khăn của cả thế giới sẽ được hóa giải, và kinh tế sẽ trở lại bình thường và đời sống sẽ vui vẻ lại. Nhưng mà cái chuyện mà thực hiện cái vaccine đó thì theo chúng tôi được biết đó, nó không phải là dễ. Bởi vì người ta làm xong người ta phải thí nghiệm trên nhiều người và trên nhiều tuần lễ để biết cái kết quả nó đi tới đâu. Thì hiện bây giờ đó thì nước Mỹ đã đang thí nghiệm vaccine, và với cái sự thúc đẩy của tòa bạch gốc
thì có hy vọng rằng tháng 11 này họ có thể có được cái vaccine thật tốt, và lúc đó thì cái kinh tế sẽ trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, với cái tình trạng ngày hôm nay, tôi vẫn hy vọng rằng các phòng thí nghiệm họ được cũng như là khuyến khích về cái vấn đề để mà sản xuất ra, thì họ sẽ cố gắng nhiều hơn. Có thể hy vọng cái thời gian mà làm ra cái vaccine này nó thu hẹp là nhỏ, nó thu ngắn thời gian lại. Nếu rồi đến tháng 7, tháng 8 thì tốt đẹp hơn. Nhưng mà tuy nhiên họ nói rằng, đầu tiên họ nói là tháng riêng năm 2021, nhưng mà bây giờ thì họ nói là tháng 11. Và cái niềm hy vọng của chúng ta là hy vọng có thể có trước đó nữa, thưa anh Võ Thành Nhân. Và khi mà chúng ta nói tới cái nguồn gốc của con virus ở Vũ Hán này, thì ông ghi nhận như thế nào về cái lời nói của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vậy, thưa ông? Thưa với lại anh Võ Thành Nhân, thì có thể nói như thế này. Lúc đầu đó thì có lẽ là thế giới và nước Mỹ kinh hoàng vì cái con virus này, và họ lo mà cứu nguy cho cái đất nước của họ, cũng như là họ lo làm sao giảm cái số mà tử vong. Thành ra cả thế giới đó, họ tập trung vào cái vấn đề làm sao để mà chữa chạy và cứu nguy, và họ tạm thời họ không nhắc tới cái con coronavirus này mà nó xuất hiện ở tại Vũ Hán. Thì người ta vẫn nói rằng đây là một cái chuyện mà cái bệnh dịch nó xảy ra. Thế nhưng mà cho các hai cái dư luận, một cái dư luận mà ở bên ngoài họ nói là gần như chắc chắn là cái con virus này nó sổng ra từ ở cái phòng thí nghiệm. Nhưng mà tòa Bạch Ốc cũng như những cái nguồn nhân và chính thức của Hoa Kỳ thì họ không có nói gì cái chuyện đó. Nhưng mà gần đây nhất thì gọi là chính thức ông Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ đã nói rằng cái con virus này nó đã sổng ra từ phòng thí nghiệm, và chúng tôi có những cái tin tức. Thì căn cứ theo cái lời của ông Bộ trưởng Ngoại giao như vậy, thì Tổng thống Trump cũng nói rằng thì là ông cũng biết cái chuyện này. Nhưng mà trong đó thì truyền thông họ lại bênh Trung Cộng. Họ nói rằng thì là không có những cái evidence, không có những cái bằng chứng nào rõ ràng hết. Thì và bây giờ họ nói rằng thì là chưa thể công bố cho lúc này, có thể rằng họ đang tìm kiếm thêm. Thì đó là cái vấn đề mà chính thức để mà xác định rằng cái con virus này nó ở đâu ra, nó ở bệnh dịch hay là nó ở trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra chúng tôi cũng nghe những cái tin hành lang, ví dụ như ông bác học được giải Nobel của Pháp, ông ấy nói rằng nếu mà cái con virus này mà từ thiên nhiên mà nó ra đó, thì trong cái hoàn cảnh, trong cái thời tiết nó phải thay đổi, tức là nó không có thể nào mà ở mọi hoàn cảnh, mọi thời tiết nó đều xảy ra giống nhau. Vậy thì phải do cái sự mà sản xuất của con người. Và ông bác học Pháp này, ông đã được giải Nobel, ông đã nói rằng ông ấy bảo đảm là cái chuyện này là phải cho do phòng thí nghiệm. Đó là cái tin nghe ngoài hành lang. Ngoài ra có một ông bác học nữa cũng ở bên Nhật, ông cũng nói như vậy. Thế nhưng mà những cái đó người ta không có coi nó là chính thức, cho đến khi mà Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo đã nói rằng con virus này xảy ra ở trong phòng thí nghiệm. Thưa anh Võ Thành Nhân và thưa quý vị, chúng tôi lại mới ghi một cái nhận một cái tin nữa, là có một cái bà bác học, bà 55 tuổi, bà đã trốn thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán để bà sang bên Pháp, bà mang theo một số tài liệu và bà đã xin tị nạn chính trị tại sứ Mỹ, ở bên sứ quán Mỹ ở bên Pháp. Và bà ta nói rằng bà ta được thoát ra bởi một cái ông thứ trưởng công an của Cộng sản, là cái ông này đã bị bắt hồi tháng 3 vì ông ấy đã cho bà này đi. Thì có thể rằng đây là những cái dữ kiện mà do bà này đem qua, và do những cái tình báo của Hoa Kỳ, ngày 1, ngày 2 họ sẽ xác định con virus này là ở đâu. Nhưng mà thưa với anh Võ Thành Nhân và quý vị, chúng tôi cũng phải nói như thế này, cho dù cái con này nó từ trong phòng thí nghiệm, cho dù nó là thiên nhiên, thì cái tội ác này vẫn đổ lên Trung Cộng. Tại sao? Vì rằng khi mà nó xảy ra cái nạn dịch như vậy đó, thì Trung Cộng phải có cái bổn phận là thông báo cho thế giới, cho WHO họ biết để mà ngăn chặn cho nó không lan tràn. Họ đã không làm như vậy, một mặt họ để cho nó sổng chuồng để đi khắp thế giới, như quý vị thấy cái thảm cảnh nó đã xảy ra. Thứ hai đó, họ lại đi thu mua tất cả những cái đồ dùng về thuốc men trở về, thì cái hành động nó thứ nhất là vô nhân đạo, và cái hành động đó là một hành động vi phạm cái luật chơi, là trong cái luật của người ta nói là một khi có những cái bệnh này thì phải thông báo. Do cái sự vi phạm đó, cho dù cái con virus sổng chuồng hay là con virus thiên nhiên, Trung Cộng vẫn bị một cái trách nhiệm rất là nặng nề với thế giới và nước Mỹ. Đây, Võ Thành Nhân.
Xin được cảm ơn ông Đinh Hồng Cường rất là nhiều, và hy vọng trong tuần tới chúng ta sẽ tìm hiểu coi những cái mối nguy hiểm của cái vấn đề con virus Vũ Hán này nó như thế nào, và cái vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ đi đến cái mức độ nghiêm trọng như thế nào. Xin được cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn quý vị và thêm cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ hy vọng trở lại quý vị trong kỳ tới. Dạ, xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và ông Đinh Hùng Cường phân tích về thời sự Hoa Kỳ đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại ông Cường vào tuần tới. Xin được kính chào quý vị.